Tại sao tụi con khóc? Tụi con mới coi cô tắm như con. Thấy cô tắm khóc. Ông bồn rồi. Ông bồn đồ. 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 Cái con bé nhỏ nhất kia sao nó khóc dữ vậy? Tại vì nó không tự động mà. Con bé nó bây giờ nó khóc dữ vậy? Con bé nó khóc dối quá, nó khóc giả bộ quá. Nhìn là biết nó khóc giả bộ rồi. Ta tính tặng quà cho các con, nhưng ta thấy các con khóc dối quá, ta sẽ không tặng quà cho các con đâu. Nè, con bé nhỏ kia nói tại sao con khóc? Nghe không? Bây giờ rồi bây giờ ta sẽ làm gì để con được, tụi con đừng khóc nữa. Rồi hồ biến. Đây hai phần quà của bốn đứa con đây. Rồi ta không có tài giỏi gì đâu, thật ra là các con khóc thì có hai, có cô chú đã nghe tụi con khóc và gửi cho tụi con hai thùng quà. Dạ con cảm ơn cô chú. Này. Dạ con cảm ơn cô chú. Thế Dĩnh cảm ơn cô chú. Dạ cảm ơn cô chú. Trà sữa cảm ơn cô chú. Thế sữa. Phanh tay cảm ơn nào Hoàng. Dạ con cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô chú. Rồi bây giờ khui qua từng thùng quà nè. Lấy từng món, anh hai xếp vô nè. Anh hai xếp vô coi coi quà gì. Cái này nó nặng. Từ. Mình lấy ra coi quà gì nè. Coi dạ. Cô chú có để cái thư không để mình đọc nha. Hiện tại thì Khương vừa chưa biết là cô chú nào gửi quà cho mấy bạn nhỏ. Dạ thôi Khương vừa cũng thay mặt cảm ơn. Dạ, cảm ơn hai thùng quà. Đây. Để chị hai mở ra cho, mở ra con. Mở mở bịch không được hả? Cái này từ từ để rớt quà coi nè, coi quà của ai? Trời. Đây có tên nữa, đây có tên nữa, đây có tên anh em ơi. Cái này để bơm được. Chúng ta cũng phải từ từ cái này, quay từ từ. Đây nè. Cha Khương Thế Dĩnh. À. Cái này là anh Thế Dĩnh nè. Rồi, anh Thế Dĩnh, cảm ơn chưa? Cảm ơn cô. Chị cha Hương thấy dẫn tôi. Cái gì? Được quy xâm ly rồi. Chị cha na chí mũi. Cảm ơn ông bà chú nha. Trời ơi đập tử giỏi quá ta. Cái đó của ai? Cái này của trà sữa. Của trà sữa. Cái đó của Thế Vĩnh đó. Thế Vĩnh cảm ơn. Ồ xe đẹp quá. Xe Thế Vĩnh vừa mà có một cái bàn học mới. Có rất là nhờ một rất là có mấy cái kệ để trưng bày đâu quần của cha đâu. Dạ Khương vừa cảm ơn chị à. Xin lỗi anh hai, xin lỗi anh hai. Rồi cái đó của ai nè? Của cha. Của cha. Rồi đây là thùng quà của cha với lại của Thế Vĩnh. Còn một bình này nữa. Rồi đã coi coi đây, coi coi của ai để tên ai. Đâu? Rồi đây là thùng quà của mẹ Ngọc. Rồi Khương vừa thay mặt bà xã cảm ơn anh chị rất là nhiều. Vừa không? Đâu? Mẹ Ngọc với nha, con mặc vừa của mẹ Ngọc luôn à. Nè đây là đồ của đưa đây, đưa đây. Đưa đây, đưa đây, trời con mẹ. Đứa con mẹ luôn nè. Giữa con luôn hả? Đừng mẹ hơi dẫn. Chúng ơi, chúng chị Nga con. Sao? Vừa không? Của mẹ Ngọc mà. Đâu, của mẹ Ngọc đâu, lấy đồ mẹ Ngọc ra cho ông ba à, cô chú cùng xem coi. Dạ, đẹp quá. Rồi, gói lại cho mẹ Ngọc ơi. Rồi, cái quần của mẹ Ngọc đây, để mẹ Ngọc mặc đi làm. Rồi. Rồi, Thế Vĩnh ơi, bỏ đồ đây đi con. Này của bà xã luôn. Của mẹ Ngọc. Rồi sữa lấy đồ ra cho mẹ Ngọc coi. Đeo
Sữa giỡn không sữa? Sữa ơi. Sữa bớt giỡn nhây sữa ơi. Nè con lấy quà tiếp ra kìa. Cho một bình nữa nè. Con này bị nước sâu. Bình này hình như xài chung rồi. Quá kìa nè. Từ từ sữa ơi, từ từ. Quá. Từ từ để chị Hai mở cho. Để chị Hai mở cho con. Wow. Vậy là của chung. Nè, 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 rồi lại đi. Cái đó mấy con dễ thương quá. Bây giờ thả lỏng lên nè. Bây giờ cái này là những cây chung. Chọc nè. Cây cứng. Bây giờ thả lỏng. Cây chung đó. Ôi, đẹp quá. Wow. Đây là của trà sữa. Đâu, cái trà sữa cảm ơn ai. Cảm ơn cô. Cái này là dễ 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 dễ. Cảm ơn cô. Cái này là xài chung nè, ba cũng. Rồi. Sao nữa xài chung. Cái này dễ. Sữa cảm ơn chưa? Cái này giống như ta nè. Sữa cảm ơn. Trà sữa cảm ơn chưa? Trà kẹo nè. Trà sữa. Cũng xài chung luôn. Trà sữa nghe cha nói không? Cái này xài kẹo nè, cảm ơn chú ơi. Cảm ơn cô. Cái này cũng xài chung luôn nè, kẹo bông bóng. Kẹo. Ba nhận quà được ba mừng quá mà. Nhận quà rất là nhiều mà mỗi lần nhận quà đều rất là vui, rất là mừng. Ủa đây là gì ba thú? Cái đó dân son chắc tắm hay gì đó. Để xíu cho coi. Rồi. Bây giờ bên đây mình đã khô xong rồi thì bây giờ mình tiếp theo, thùng bên đây. Sữa ơi, lại thùng bên đây sữa ơi. Lại thùng đây nè sữa ơi, nhanh lên. Từ từ. Ơi. Nè, có nhiều món kẹo. Lần sau mà mình ăn. Đây nè. Sữa. Nè coi chị, coi chị nè. Trời ơi. Trời ơi. Đẹp quá vậy. Chung nè. Cái này là gì vậy? Nhẫn xài chung nè. Cảm ơn, tụi con khoanh tay cảm ơn. Xài chung bỏ vô đây. Và đây là bịch gì vậy? Wow. Rồi, xé coi con. Wow. Đây là con không biết cái này là gì. Chắc cái quần em bé. Búp bê nè. Ôi, búp bê. Cái đó gì sữa? Cái đầm của búp bê. Cái tóc là tóc đã luôn rồi. Cái này đi là chung chung. Kẹp tóc nè. Kẹp tóc. Con cảm ơn chưa? Con cảm ơn bà thư. Cảm ơn bà thư. Ôi, kẹp tóc quá trời luôn. Bỏ vô chung, bỏ vô. Chung chung này. Chào. Hả? Đó lấy xíu cho coi. Bè này. Nên mở xí. Đồ đất cơ. Ồ đẹp kìa. Xài chung bỏ vô đây. Trời ơi. Xài chung. Rồi bỏ vô cho mấy bạn gái. Cho mấy đứa con gái. Trời ơi. Thích ghê không? Xài không bỏ vô. Nữa nè. Rồi. Nè cô chữ chữ đọc. Để chị Hai đọc coi. Này chúc ta. Mừng sinh nhật muộn bé sữa. Cô chúc con mau ăn chóng lớn. Okay, ngoan ngoãn, xinh đẹp và thông minh. Kẹp tóc và bánh kẹo con có thể chia cho các anh chị và các em nhé. Đó, này là chúc quà sinh nhật của sữa. Quà muộn nhưng mà trà sữa sẽ chúc chia cho các anh chị nha. Cái bình này là bánh kẹo cá nhân. Nè, cái đó là cái gói ngủ. Cái gói ngủ. Sữa cảm ơn chưa? Đây là quà sinh nhật muộn của con á, con cảm ơn chưa? Bé My. Wow. Cái đó của bé My á. Bé My. Cái nhà quà là cái gì nè? Trời ơi sao mà đẹp quá vậy? Để vô. Vòng đẹp quá. Vô bịch xài chung luôn. Này của bé My kìa, có bịch bé My phải không con? Dạ phải. Bé My còn gì vậy? Con chú Tư. Đẹp nữa nè. Bé My cũng có quà nữa. Có bài sữa kìa, trời ơi, thôi quà nhiều quá. Lấy quà tiếp đi sữa. Lấy quà tiếp đi rồi chơi con nè. Quà tiếp nè. Đây nè sữa ơi. Đây là bánh kẹo nè. Đây là bánh kẹo. Đây mở bình này nè mọi người ơi. Sữa ơi, lấy khu quà tiếp nè sữa ơi. Nè sữa cái quà chị Hai nè. Con quà gì nè, món gì nè. Cảm ơn cô, khánh tay cảm ơn cô đàng hoàng nè. Sữa. Rồi thầy sữa nôn chơi nè. Ngồi xuống đây bên.
Ngồi xuống đi Bin, con ngồi xuống đi Bin. Bin con ngồi xuống đi Bin, con đứng vậy là bị cắt cái đầu á. Con khoanh tay cảm ơn nha mọi. Dạ con cảm ơn cô chú, con cảm ơn cô chú nè và cứu con. Ờ đã ha. Ờ bữa nay bạn nhỏ nào cũng có quà hết trơn. Có bà sữa bà mê cái này rồi. Tiếp theo nè, tiếp theo nè. Đây là nguyên bình thường của trà sữa. Của trà sữa luôn hả? Mở ra coi sữa quà của con kìa. Nguyên một quà của con cây sữa. Nguyên một quà của con cây sữa. Bin ngồi xuống Bin. Chỗ đẹp quá trời luôn nè. Chỗ đẹp quá trời luôn. Sữa lại thùng quà của con kìa sữa. Thùng quà của con kìa. Nè lại lại nhân quà nè. Ồ, bé trà sữa. Đã. Trời đẹp ơi. Quá, đồ đẹp quá. Nguyên bịch này là trà sữa luôn á. Trà sữa có trời nhiều bộ đồ chật, bây giờ lại có đồ mới mặc nữa rồi. Cái đầm thật là đẹp luôn, đầm công chúa đó. Sữa chắc là công chúa. Sữa ơi. Sữa lại nhân quà kìa. Cái này đẹp. Giữ giùm em nha, em mừng cái này rồi. Em có cái này em mừng rồi nè. Đâu ngoại, ngoại. Đâu ngoại. Trời có đây. Đây ngoại. Ngoại đang thưa lấy quà công chúa kìa. Sữa ơi, đồ công chúa mày đi học, đi học rồi sữa ơi. Sữa ơi. Sữa ơi. Con cảm ơn, con cảm ơn. Wow. Con cảm ơn con chó kìa, chó sữa kìa. Ủa đôi giày kìa. Ai đi học mà em đi học. Trời ơi. Nè, cảm ơn, con cảm ơn. Con cảm ơn. Cảm ơn. Dạ con cảm ơn. Để con xem. Trời ơi, cái bóp cái sữa. Của con á, con cảm ơn. Dạ con cảm ơn. Sữa, sữa nghe không? Con cảm ơn. Dạ. Trời bấm mê mấy cái trứng này như vậy. Chỗ cao khoát nè. Của sữa luôn hả? Trời ơi sữa ơi, có nhiều bóp đi sữa ơi, bóp đẹp quá kìa. Nhưng mà không biết cô ra. Không thấy để cô để tên lại. Cái đó cô sữa luôn hả con? Rồi. Rồi nè. Của ai nè sữa ơi. Con không lấy nhận là con không có quà đâu nè. Đứng dậy nhớ lên. Có một phần quà nữa nè. Nhìn lên sữa ơi. Kìa bé trà sữa nữa kìa. Cái này đi. Cái này của ai? Bé trà sữa. Trà sữa không vậy? Trà sữa sinh nhật sữa. Để mày Ngọc lấy kéo cái. Ủa sao con mê cái này dữ vậy? Đúng giờ tại trứng đẹp quá. Trứng đẹp quá hả? Con cảm ơn cô chưa? Cảm ơn con. Con cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô nhiều. Chúc cô sức khỏe. Chúc tự nói ai? Chúc phải biết cảm ơn nha, nhận được một phần quà nào dù lớn dù nhỏ mình cũng phải biết cảm ơn nhau. Mình nhận được cái sự quà. Ồ đẹp quá nè. Đây là cho bé bò với bơ. À vậy là cái này là của bơ. À dạ của con á, của con á, của con. Cái này là của bơ nè. Hả của bơ hả? Nhiều quả, nhiều quả. Của ba nhiều à. Nhiều quả. Này của em nè, bỏ vô đây. Cái đó của ai ngoại? Bình đồ của ba. Của bơ với ba. Ờ, ba thời hai đứa cháu. Để qua một bên mốt về. Hình như là nhiêu ta bên đây là coi như là bốn đứa ăn nít. Với lại trà sữa Thế Vĩnh là 6, với lại bơ với lại bo với lại bé mi. Nguyên bình đồ này là của trà sữa nữa nè. Đây. Đây Nhật Lâm nhóc tiêu nè, có quà nè. Nhật Lâm nhóc tiêu có quà. Bỏ nó vô đi. Cái này chắc ông bà nội bà ngoại rồi. Đồ tắm thấy cưng quá trời luôn nè. Cái này ông từ từ ngoại, cái này ông bà nội bà ngoại chứ. Nè bánh kẹo nè, kẹo. Bánh nè. Của ai ngoại? Này đồ kìa. Của ông sữa. Sữa không ngoại? Đồ ơi, của ông sữa. Vậy là tất cả mấy bạn nhỏ bạn nào cũng có quà ha. Này của sữa.
Ủa mày ảo nhiều thuốc mổ quá. Dạ sao mày ảo kỳ vậy? Trời ơi nó mừng quá. Thôi sữa. Sữa ơi con đừng lấy trứng ra hết vậy sữa. Mê cái trứng. Mê trứng nè, mời Hoàng nó như đến phê nè. Dạ rồi Nhật Lâm Ốc Tiêu cảm ơn cô nha. Bé Bo bé Bơ cảm ơn cô, bé Mi cảm ơn cô. À, còn đây là tất cả bằng nhỏ luôn. Đó đủ. Tụi con phần quà nào của tụi con thì tụi con xách về, còn phần nào chung thì mình sẽ chia sẻ sau ha. Phần quà chung mình sẽ chia sẻ sau ha. Cảm ơn cô nè. À, Thế Vĩnh, Thế Vĩnh ngủ hả? Thế Vĩnh cảm ơn chưa? Cảm ơn cô. Sữa chọn màu nào? Hả? Con có ý này. Con ý nè. Ý gì? Ý con là gì? Về ngủ đi con. Hả? Ý con là gì ạ? Ý làm gì ạ? Con sẽ nói. Chứ vậy? Dạ đây là góc học tập mới của trà sữa ông bà cô chú ạ. Chào con chú nha. Làm gì ạ? Dạ gì vậy? Ý gì vậy? Không hiểu gì á. Hả? Đây là quà sinh nhật muộn của trà sữa đó. Trà sữa vui không? Rồi bữa nay cô Uyên lại gửi cho trà sữa trái cây nữa. Trà sữa cảm ơn cô Uyên nữa chưa? Sữa. Cảm ơn cô Uyên chưa? Nè. Nè, nghe cha nói không? Cái này. Nè, đừng có lo, nó tập trung nè. Nghe không? Sữa ơi. Đeo xong đi rồi nói cảm ơn cô Uyên nè, rồi cảm ơn cô nữa nè. Đẹp không? Khoe đây. Sữa ăn đó nha. Đẹp quá. Sữa, sữa nói em muốn sữa có nhận là sữa vô, đeo vô ngón có chồng mà. Bên ơi lộn nha. Ai chào em. Rồi sữa cảm ơn rồi chào tạm biệt nè. Đi con đã chào nhận nè. Đồ đeo nhẫn đẹp quá kìa. Coi tay dính dảnh đều nhẫn đẹp ra ngoài con chú, tay múc múc đều nhẫn đẹp ra, coi. Trời ơi, lóc lánh luôn, trời ơi. Rồi thôi cảm ơn nè, chào tạm biệt nè. Cảm ơn, chào tạm biệt. Chào tạm biệt, muốn quay nữa hả? Chị đừng không có tay dẫn rồi đó. Dạ rồi. Rồi thôi chào tạm biệt nha. Trời ơi, bấm quay hoài. Rồi thôi là tất cả mình chào tạm biệt nè. Cảm ơn cô đã tặng quà cho gia đình nhỏ của mình nè. Sữa chào tạm biệt, cảm ơn. Khoanh tay đàng hoàng con. Khoanh tay cảm ơn nè. Khoanh tay cảm ơn. Rồi chúc cô sức khỏe. Bà tập trung dụng cái bà ơi. Rồi đẹp rồi, cảm ơn, chào tạm biệt nè. Cảm ơn đàng hoàng. Cảm ơn nha. Cảm ơn cô. Cảm ơn nha gì. Dạ thôi gia đình nhỏ cũng vừa xin cảm ơn với bà cô chú anh chị đã theo dõi video ạ. Cảm ơn cô Yên đã gửi trái cây cho trà sữa. Và cảm ơn cô đã gửi quà sinh nhật muộn cho trà sữa. Và quà của cho các bạn nhỏ. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ạ.